Quý vị và các bạn thân mến, khởi nghĩa Bạch Liên Sáo ở các tỉnh Xuyên Sở, thường gọi là khởi nghĩa Bạch Liên Sáo, nhà Thanh, gọi là loạn Xuyên Sở Giáo, là sự kiện nổi dậy vũ trang của giáo đồ Bạch Liên Sáo ở các tỉnh Tứ Xuyên, gọi tắt là Xuyên, Thiểm Tây là Thiểm, Hà Nam Dự và Hồ Bắc là Sở hay Ngạc, chủ yếu là Tứ Xuyên và Hồ Bắc, chống lại chính quyền nhà Thanh vào đầu đời nhà Gia Khánh. Khi đó, những năm Càn Long thứ 37-38, xã hội dưới triều nhà Thanh thối nát, dân chúng phải tha hương cầu thực đến một dải rừng nguyên sinh tùm, là khu vực giáp danh của ba tỉnh Xuyên, Sở, Thiểm. Số người đói kém chỉ ở hai tỉnh Xuyên, Sở thôi cũng đã lên mấy chục vạn, cộng thêm không dưới 100 vạn lưu dân từ các tỉnh khác như Hà Nam, An Huy, Giang Tây. Mặc dù rời bỏ quê hương của mình, nhưng cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn là bao, bởi dưới cái điều kiện đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, việc cày cấy quả thực không phải kế sinh nhai của những lưu dân ấy. Họ phải làm thêm trong các xưởng nghề mộc, rèn, giấy và chịu nhiều sự bóc lột của sai dịch hay thầy kiện. Dân chúng lâm vào thảm cảnh, bức bách tột cùng. Đây cũng chính là những đối tượng mà Bạch Liên Giáo hướng đến để truyền đạo. Bạch Liên Giáo là giáo phái thờ bông sen trắng chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo, được cho là hình thành từ thời kỳ nhà Nguyên khi người Mông Cổ đang thống trị ở Trung Quốc và hoạt động chủ yếu vào đời Minh Thanh. Đây là một tôn giáo thần bí với nhiều nghi lễ rất phức tạp. Đứng đầu Bạch Liên Giáo là Bạch Liên Giáo chủ. Dưới có hai cánh tả Thanh Long và hữu là Bạch Hổ. Tín đồ Bạch Liên Giáo sùng phụng Vô Sanh Lão Mẫu và Di Lặc Phật, lấy chân không ra hương Vô Sanh Lão Mẫu làm chân quyết 8 chữ, cho người ta chỗ dựa về mặt tinh thần. Họ tin rằng Phật A-di-đà sẽ tái sinh xuống trần thế cứu rỗi chúng sinh. Trong hoàn cảnh khổ sở của người dân khi đó, sự xuất hiện của Bạch Liên Giáo có một sức hấp dẫn lớn, nên thành viên gia nhập ngày một nhiều. Cuối đời Càn Long, tình hình diễn biến trong xã hội khá phức tạp, các quan lại địa chủ, phú thương nắm giữ hầu hết ruộng đất, đã vậy dân số lại càng tăng, không đủ đất đai canh tác, nhân dân lâm vào tình cảnh lầm than, sống trong cảnh nghèo đói không lương thực. Ngược lại, bên phía triều đình, những người được coi là phụ mẫu của con dân thì vẫn duy trì lối sống xa xỉ, hưởng thụ, tham ô, vơ vét của cải của dân chúng. Mâu thuẫn trong xã hội ngày càng một gay gắt, tâm lý bất mãn được đẩy lên cao. Lợi dụng điều này, những yếu tố mang tính chống đối, hiện thực cũng được Bạch Liên Giáo tuyên truyền ngày một dữ dội. Khi đi truyền giảng, các giáo thủ thường giao giảng về sự chuyển kiếp trong tương lai. Phan Minh Đức tại Hà Nam, năm Càn Long thứ 39, trong bài giảng đã nói với các giáo đồ về năm tận thế. Tín đồ cần phải thay đổi trời đất, thay đổi thế giới. Những người kế cận về sau như Lưu Tùng, Lưu Tri Hiệp, Tống Chi Thanh tại các nơi Hồ Bắc, Tứ Xuyên, An Huy, trong lúc truyền giáo lại nói đến Di Lặc chuyển thế, đương phụ Ngưu Bát. Giáo lý của Bạch Liên cũng đề cao sự bình đẳng giữa con người với con người. Khi được thu nhập và trở thành tín đồ, người trong giáo sẽ thu lấy gia tài chia đều cho mọi người. Phàm đã là giáo đồ của Bạch Liên thì mặc áo ăn cơm, không phân người ta. Ngoài ra còn có những giáo điều như có vạ cùng cứu, có nạn cùng chết, không giữ một đồng tiền vẫn có thể đi khắp thiên hạ. Đặt trong bối cảnh những năm cuối thời Càn Long nhà Thanh thì đây là những khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với yêu cầu bình quân, bình đẳng và được giúp đỡ của những người nghèo, đồng thời còn thỏa mãn nguyện vọng phản kháng cầu sinh của bọn họ. Nhờ vậy Bạch Liên Giáo đã phát triển một thế lực lớn mạnh. Các tín đồ thường tụ tập về đêm, hình thành các tổ chức có vũ trang để chống lại triều đình, chuẩn bị cho sự xuất thế của Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Trước tình hình lớn mạnh của Bạch Liên Giáo, Càn Long vốn luôn coi Bạch Liên Giáo là tà giáo, tuyên truyền mê tín dị đoan, nên đã truyền lệnh cho các tỉnh lỵ ra quân đàn áp giáo phái này. Thủ lĩnh Bạch Liên Giáo các nơi trước tình hình này đã ngầm kêu gọi khởi nghĩa, như giáo thủ các nơi ở Hồ Bắc năm Càn Long thứ 30 bí mật bàn bạc vào ngày Thìn, tháng Thìn, năm Thìn sẽ khởi nghĩa, cho phép giáo đồ chuẩn bị vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, việc này bị phát giác, chính quyền nhà Thanh mượn danh nghĩa diệt trừ tà giáo đã tóm gọn và sát hại nhiều giáo chủ. Giáo đồ, quan viên địa phương cũng mượn danh nghĩa tìm bắt tà giáo để nhũng nhiễu dân chúng. Đỉnh điểm là sự kiện thủ lĩnh Trương Chánh Mô, níp kiệt nhân ở một giải Nghi Đô, Chi Giang thuộc Hồ Bắc bị lùng bắt vào ngày 7 tháng 1 năm Gia Khánh đầu tiên. Trước tình hình trên, các nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa và từ đó như được tiếp thêm lửa. Giáo đồ các huyện Trường Dương, Lai Phượng, Đương Dương, Trúc Sơn cũng nối tiếp hưởng ứng nổi dậy. Vương Thông Nhi,
Diêu Chi Phú, giáo đồ khu vực Tương Dương, cùng nhau bàn kế và đã đứng lên khởi nghĩa vào ngày 10 tháng 3. Tuy nhiên, bởi không có sự liên kết với nhau, các bộ quân khởi nghĩa đều tự tiến hành tác chiến đơn lẻ, phân tán, vậy nên phần lớn bị quân nhà Thanh đàn áp. Sau tổn hại không nhỏ đó, quân khởi nghĩa Tương Dương đã thay đổi kế sách, chiến lược tác chiến lưu động, đi không gói ghém lương thực, rừng không giăng trải màn chiếu, đồng đảng không có điều lệnh, tàn hại đến mấy ngàn dặm, khôi phục lại lực lượng rất nhanh, trở thành chủ lực của quân khởi nghĩa ở Hồ Bắc. Không chỉ giáo đồ Hồ Bắc sôi sục khí thế, mà hưởng ứng phong trào khởi nghĩa của Bạch Liên giáo, giáo đồ ở các nơi tứ xuyên nhao nhao hưởng ứng. Có thể kể đến như bọn Đạt Châu giáo thủ từ Thiêm Đức, Đông Hương, nay là Tuyên Hán tứ xuyên, giáo thủ Vương Tam Hòe, Lãnh Thiên Lộc đều dựng cờ khởi nghĩa. Đầu năm thứ hai, nghĩa quân Tương Dương áp dụng chiến thuật vô cùng khéo léo, mở rộng quy mô tác chiến lưu động. Ban đầu ở Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Hàn Nam, Thiểm Tây là các vùng chiến đấu, sau đó tiến vào Tứ Xuyên sau khi chia nghĩa quân thành ba đạo, khiến cho quân Thanh rối loạn, chỉ biết tất tả chạy theo mà không có mưu kế, chiến thuật cụ thể nào. Tiếp đó, quân khởi nghĩa Tương Dương cũng đã kịp cứu vây cho quân khởi nghĩa Tứ Xuyên sau khi bị nhà Thanh vây bắt và cùng với họ hội sự tại Đông Hương. Tuy nhiên, vẫn không dẫn đến kết quả thống nhất, các nghĩa quân thiết lập các chức vụ trưởng quỹ, nguyên soái, tiên phong, tổng binh phân theo màu sắc như xanh, vàng, lam, trắng và vẫn tiếp tục chiến đấu riêng lẻ phân tán. Tổng binh Đức Lăng Thái đề xuất lên triều đình xin thực hiện biện pháp xây dựng đồn, bảo nhằm khống chế nghĩa quân. Bọn thân sĩ Lương Hữu Cốc dựng bảo, tổ chức đoàn luyện nên giặc không thể phạm, bảo hộ hơn 10 vạn người ở Hương Làng. Do các cánh nghĩa quân hoạt động không thống nhất, lại không có cách gì giúp đỡ lẫn nhau, nên bị các đạo quân triều đình của Thiểm Cam, Tổng đốc Dương Ngộ Xuân, Tổng binh Đức Lăng Thái, Thắng Bảo đánh phá. Tháng 3 năm thứ 3, quân khởi nghĩa Tương Dương tại Vân Tây, Thập Yển, Hồ Bắc bị quân Thanh bao vây, thủ lĩnh Vương Thông Nhi, Diêu Chi Phú nhảy khỏi vách núi tự sát, tàn dư khởi nghĩa vẫn tiếp tục đấu tranh. Quân khởi nghĩa Tứ Xuyên cũng chịu tổn thất nặng nề, nhưng từ tháng 3 năm thứ 5 về trước lại là giai đoạn phát triển lớn mạnh nhất của nghĩa quân, được nhân dân các nơi giúp đỡ. Đến nơi nào thì cũng có nhà cửa để nghỉ ngơi, có thức ăn, áo mặc, đạn dược để tiếp tế, nhiều lần đánh bại quan quân. Từ sau chiến dịch Gò Mã Đề, nay là thôn Mã Đề Cương, Hương Tân Hưng, thị xã Giang Du, thành phố Miên Dương, Tứ Xuyên, thì vào tháng 4 năm thứ 5, nghĩa quân bắt đầu tụt dốc. Quân số từ chục vạn giảm xuống còn vài vạn, phần nhiều tướng lĩnh trọng yếu nối nhau hy sinh, sách lược kiên bích thành dã. Cùng trại bảo đoàn luyện cũng dần được phát huy tác dụng. Thông qua việc xây dựng trại bảo, lệnh cho trăm họ rời nhà vào đấy, đưa theo tất cả lương thảo của dân chúng, lại huấn luyện tráng đinh, tiến hành phòng thủ, từ đó cắt đứt mối liên hệ giữa nghĩa quân với nhân dân, khiến cho nghĩa quân hết cách tiếp cận nguồn bổ sung nhân lực và vật lực ngày càng kiệt quệ. Thưa quý vị, về phía triều đình nhà Thanh, để đàn áp các phong trào nổi dậy của Bạch Liên giáo, Tổng binh Đức Lăng Thái đã đề xuất xin thực hiện biện pháp xây dựng đồn bảo nhằm chống chế nghĩa quân. Các bảo được xây dựng lên bảo hộ dân làng và tách biệt ảnh hưởng của giáo phái Bạch Liên, quân lính phòng ngự nghiêm ngặt, không dễ gì để nghĩa quân Bạch Liên giáo xâm nhập được. Nội bộ trong quân khởi nghĩa lại hoạt động không thống nhất, bị bao vây và cô lập, không có cách gì giúp đỡ lẫn nhau, nên bị các đạo quân triều đình của Thiểm Cam, Tổng đốc Dương Ngộ Xuân, Tổng binh Đức Lăng Thái, Thắng Bảo đã đánh phá nhanh chóng. Tháng 3 năm 1798, quân khởi nghĩa Tương Dương tại Vân Tây, Thập Yển, Hồ Bắc bị quân Thanh bao vây, thủ lĩnh Vương Thông Nhi, Diêu Chi Phú nhảy khỏi vách núi tự sát, tàn dư khởi nghĩa vẫn tiếp tục đấu tranh. Từ nửa cuối năm thứ 6, giáp danh của ba tỉnh Xuyên, Sở, Thiểm chính là phạm vi chủ yếu mà nghĩa quân hoạt động, sau đó chuyển sang vùng rừng già Vạn Sơn. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm thứ 9, nghĩa quân đành chịu sự bại trận, mặc dù đã kiên trì chiến đấu ròng rã mấy năm, nhưng lực lượng quân Thanh vừa đông vừa mạnh, mà nghĩa quân lại không quá 24.000 người, dẫn đến thất bại cũng không phải là điều khó hiểu. Để đàn áp các cuộc khởi nghĩa, nhà Thanh đã điều động quân từ 16 tỉnh, số lượng binh lính đã lên tới con số mấy chục vạn. Qua những trận chiến, tổn thất mà nhà Thanh nhận được cũng không phải là con số ít. Hơn 10 võ quan cao cấp như đề đốc, tổng binh và hơn 400 võ quan trung cấp từ phó tướng trở xuống đã tử trận. Thêm vào đó, để phục vụ chiến tranh, quốc khố trở nên cạn kiệt. Theo thống kê, thu nhập 5 năm của quốc khố đã đi tong cho 200.000 lạng bạc nhập siêu của triều đình.
các lực lượng chính quy như là Bát Kỳ, Lục Doanh dường như hủ bại trầm trọng, buộc nhà Thanh phải dựa vào quân lính địa phương để đàn áp các cuộc nổi dậy của nghĩa quân. Tiền đề cho sự thất bại của nhà Thanh cũng chính là việc xuất hiện loạn Xuyên Sở Giáo, tiếp đó là biến cố Quý Dậu do Thiên Lý Giáo lãnh đạo tại các tỉnh Trực Lệ, Hà Nam, Sơn Đông. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về người đứng đầu khởi nghĩa Bạch Liên Giáo, đó là một nữ nhân đôi mươi. Khi đó có một người con gái tên là Vương Thông Nhi, không rõ nguyên quán. Người ta biết đến nàng bởi tố chất tài giỏi, dù sớm đã không còn cha, nhưng lại nhận được sự dạy dỗ của người mẹ Đức Hiền. Nàng theo học nghề tạp kỹ, các ngón cưỡi ngựa, ném thừng, múa đao đánh gậy thì thông thạo. Quả khó có thể tìm thấy sự giỏi giang mạnh mẽ đến vậy ở một người con gái lúc bấy giờ. Cũng nhờ vào ngón nghề ấy, hai mẹ con nhà Vương Thị lưu lạc khắp chốn Nam Bắc, kiếm sống cho đến khi gặp được Tề Lâm, một trong những thủ lĩnh của Bạch Liên Giáo. Hai người Vương Thông Nhi và Tề Lâm kết nghĩa giáo đồ. Sau cũng bởi cái duyên, họ kết duyên vợ chồng, mượn nghề múa võ bí mật truyền giáo. Thời kỳ nhà Nguyên, khi Trung Quốc bị người Mông Cổ thống trị, đây được xem là thời gian hình thành nên Bạch Liên Giáo, một giáo phái chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Vì chịu ảnh hưởng của Phật giáo, nên Bạch Liên Giáo cũng mang hơi hướng của đạo Phật, khi thờ phụng và coi vô sanh, lão mẫu và Phật Di Lặc làm đấng tối cao, tư tưởng giáo phái với nhiều điểm tích cực trong hoàn cảnh xã hội suy đồi, nhũng nhiễu dân chúng của triều đình Càn Long, khiến tôn giáo này được nhiều người dân hưởng ứng, coi giáo lý của Bạch Liên làm chỗ dựa tinh thần, sức mạnh tuyên truyền và tầm ảnh hưởng, vì thế ngày một phát triển. Nhà Thanh tại giai đoạn cuối thời Càn Long thì sự bạc nhược của chính quyền, sự lỗi thời của bộ máy chính quyền, tham quan ô lại, đục khoét dân chúng, có thể nhắc đến sự lộng hành của Hòa Thân. Thêm vào đó thì có các địa chủ ra sức bóc lột tàn bạo, khiến cho nhân dân vô cùng bi thảm. Trước nay Càn Long luôn cho rằng Bạch Liên Giáo là tà giáo, truyền tà, đạo, hướng dân chúng đến những mê tín dị đoan, nên đã ra sức dẹp bỏ bằng cách truyền cho các tỉnh lỵ ra quân đàn áp giáo phái này. Tuy là nữ tướng nhưng sách lược tác chiến của Vương Thông Nhi khá rõ ràng, bà đã chia quân làm ba lộ tiến đánh Hà Nam, duy trì lối đánh du kích. Theo cách đánh này, nghĩa quân của Vương Thông Nhi không chính diện nghênh chiến quan quân, không đi nơi bằng phẳng tránh xa đường lớn, mà chia thành nhiều đội nhỏ, mỗi đội không quá trăm người, lúc phân lúc hợp, chợt nam chợt bắc, mê hoặc quan quân rồi bất ngờ tập kích. Năm thứ hai, Vương Thông Nhi đã lãnh đạo nghĩa quân của mình liên kết với nghĩa quân ở Tứ Xuyên, tạo thành một khối quân gồm 15 vạn người, do chính Vương Thông Nhi làm thống sư, sau đó chia quân thành 8 lộ. Vua Gia Khánh lúc bấy giờ vô cùng lo sợ trước sự không hữu dụng của việc tiễu phạt, hơn nữa còn hao binh tổn tướng, thâm hụt quốc khố. Ngay sau đó, rất may, tổng binh Đức Lang Thái đã nhanh chóng đưa ra được kế sách hay, đó chính là kế Yên Bích Thanh Giã, tường chắc đồng chống. Mục đích kế sách này là ngăn cản mối liên hệ giữa quần chúng và Bạch Liên Giáo, thêm vào đó có thể bí mật dự trữ lương thực rèn quân. Vậy nên triều đình đã lệnh cho xây lũy dựng bảo, lập nên các trại bảo đoàn luyện hay còn gọi là đoàn vũ trang, sau đó tập trung dân chúng vào. Từ đó Bạch Liên Giáo không thể bổ sung được nhân lực, vật lực, cũng không nắm được tình hình quân triều đình nên ngày càng kiệt quệ. Sự thất bại hoàn toàn của Bạch Liên Giáo được gắn với diễn biến bi thảm vào năm thứ ba. Sự bại trận của nghĩa quân do Vương Thông Nhi lãnh đạo trong trận tấn công Tây An đã gây nên tổn thất lớn. Trước sự bao vây gắt gao từ ngã ba sông thuộc huyện Vân Tây, lưu quân về Mao Sơn nhưng tiến thoái lưỡng nan. Vị nữ anh hùng Vương Thông Nhi đã cùng Diêu Chi Phú nhảy xuống vực thẳm tự sát, khi ấy nàng mới đang 22 tuổi. Cái chết của nữ nhân anh hùng vô song võ nghệ cao cường Vương Thông Nhi cũng đánh dấu cho sự thất bại hoàn toàn của phong trào nghĩa quân Bạch Liên Giáo chống lại triều đình. Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển của giáo phái này trong một thời gian cũng tạo ra ảnh hưởng vô cùng to lớn, bởi nó làm lộ ra sự yếu kém và hủ bại không thể cứu vãn được của lực lượng quân đội chính quy là Bát Kỳ và Lục Doanh của triều đình nhà Thanh, buộc phải dựa vào đoàn luyện địa phương để chấn áp cuộc khởi nghĩa, khiến quốc khố cạn kiệt và phân tán quyền lực quân sự cho các quân đoàn địa phương, đánh dấu những bước đầu tiên trên con đường diệt vong của nhà Thanh. Các nhà học giả hiện đại đã đưa ra nhiều đánh giá ca ngợi vị nữ anh hùng Vương Thông Nhi, thay vì lại xem nàng là kẻ đầu lĩnh của các cuộc nổi loạn phản triều đình. Thậm chí nhiều ý kiến so sánh nàng với hình ảnh của Hoa Mộc Lan, một nữ anh hùng trong truyền thuyết dân gian của Trung Quốc, cũng không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, so sánh đi thì cũng phải so sánh lại, chúng ta vẫn có thể thấy được sự khác biệt về động lực chiến đấu ở hai vị nữ anh hùng vô song, võ nghệ cao cường này. Trước tiên, nói về Hoa Mộc Lan,
lòng hiếu thảo với cha chính là động lực đã đưa người con gái dịu dàng thuở đầu ấy trở thành một nữ nhân bất khuất, anh dũng trên chiến trường. Chính nàng đã thay cha tòng quân, cốt bởi lẽ thương cha và cũng là vì tình cảnh đất nước đã mất và nhà đã tan dưới sự tàn bạo của quân địch. Vương Thông Nhi dẫn đầu một nghĩa quân vô cùng hùng mạnh nhưng lại là chống lại triều đình đang trị vì Trung Quốc. Dù đó có là một triều đình hủ bại thì hành động của nàng cũng khác xa so với Mộc Lan. Chưa kể, Vương Thông Nhi còn được cho thấy là lấy việc chung để trả thù cho cái chết của chồng mình.